công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova đề xuất với thành phố Cần Thơ thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân. Và trong buổi họp báo đài định kỳ quý 1 năm 2024, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã có trao đổi về đề xuất này. Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết nội hàm của đề xuất trên là tập đoàn Nova mong muốn hỗ trợ cho phụ nữ có điều kiện kinh tế khó khăn. Theo văn bản mà tập đoàn này gửi Quỹ ban nhân dân thành phố Cường Thơ, trong năm nay tập đoàn dự kiến sẽ xây dựng một thị trấn văn hóa ẩm thực, mua sắm vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng trên khu vực Cồn Ấu, quận Cái Răng, thành phố Cường Thơ. Dự kiến sẽ có nhiều du khách và khách nước ngoài đến đây nghỉ dưỡng nên họ mong muốn có thêm dịch vụ làm các gian hàng cho nhiều phụ nữ có điều kiện kinh tế khó khăn, mua bán các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp. Chợ này giống như các chợ đặc thù nhưng đưa ra tên chợ không chuẩn tập đoàn sẽ phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ thành phố để đưa ra tên và tiêu chí cụ thể